Tất cả các bác nha, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024. Đấy, tức là hôm nay là ngày 22 âm lịch thì các bác nhé. Đấy, hôm nay em còn sót lại một số đồng hồ em lên thanh lý cho các bác nhé. Bởi vì là hôm nay là bưu điện nó sẽ báo là ngày hôm nay này và ngày 24. Hết ngày 24 là không được gửi hàng nữa các bác nhé. Đâm ra là ngày 25 là không gửi nữa. Đấy, bác nào có chốt thì chốt trong phạm vi là ngày hôm nay và ngày mai nha các bác nhé. Đấy, ngày ngày kia các bác chốt là em không gửi hàng đâu ạ. Bởi vì là đến ngày 24 này thì các bác mới nhận được hàng, chứ còn nếu mà 25 26 các bác mới gửi thì các bác sẽ qua năm mới nhận được các bác nhé, nên là mất công lắm. Nên bác nào mà mua hàng thì các bác cố gắng mua trong phạm vi ngày hôm nay và ngày mai các bác nhé, là em sẽ không nhận được các bác nhé. Đây còn một số con em lên nốt cho các bác này, nhiều bác hỏi quá mày lên nốt này. Đây. Một một cực phẩm này. Đây là một con em Oren các bác nhá. Đấy, Oren này cơ automatic. Con này máy của nó là máy chuẩn Oren luôn nhé. Máy chủ nhật luôn bác nhé. Đấy, con này hàng xi không phải hàng mới đâu ạ. Hàng người ta đeo rồi bác nhé. Một siêu phẩm Oren. Nước vàng nó rất là đẹp bác ạ. Nước vàng làm rất là đẹp luôn này. Đấy, mặt là mặt bắt úp bác nhé. Em này size 40. Mã T này. T30 này, size 40 này. Đấy, con này giá là 1 triệu 6, 1 triệu 8 bác nhé. 1 triệu 8 ạ. Mã T30 này, size 40 giá 1 triệu 8. Đây lên cho bác một con Muluva luôn này. Con Muluva máy Nhật bác nhá. Muluva máy Nhật. 21 chân kính bác nhá. Mặt bắt úp này. Đây là một em Muluva máy Nhật bác nhá. Đây máy có nhìn này. Đây, máy là máy Mi bác nhá. Máy Mi là thay búa vào này. Đây, máy Mi 21 chân kính này. Nó thay cái búa Bulova này bác nhá. Thực tế của nó là máy cái búa này là búa Mimota nhá, mới là đúng. Còn ở đây nó thay cái búa của hãng nó vào này, Bulova này. Đấy. Một em Bulova máy Nhật. Dây đờ mi bác nhé. Cơ tự động. Con này là mã T31. Em này nó sai của nó sai sai 40 ạ. Sai 40 này, bác lấy con này em để bác cái giá là 2 triệu nhá, 2 triệu ạ. Một tôi 1 triệu 8 luôn nhé. 1 triệu 8 luôn đi bác này. Đã xả xả luôn đúng không ạ? Đây mình nhá. Mã T31 này, size 40 này, giá 1 triệu 8 luôn. Em có con long zin này. Một long zin này siêu đẹp luôn. Đây các bác này. Đấy, đây là long zin mới nha. Cơ automatic. Con này là máy xi răng của Nhật nhé. Nhật liên doanh. Đây ạ, máy này máy xi răng luôn nhé. Chống nước 50 mét. Hàng xi rất là đẹp các nhé. Rất là mới luôn. Nó nhìn dây là đẹp không? Dây đồng y. Đấy, một em long zin. Cơ automatic tự động. Em là size 42. Mã T32. Size 42 này. Bác lấy con này em để bác cái giá là 1 triệu 8 bác nhé. 1 triệu 8 luôn. Cơ tự động bác nhé. T32 size 42. Giá 1 triệu 8.
Đây là ba con này mới hot, hot hit này. Đấy, mặt bên trong mặt kiểm tra nhá. Đây là một con Rolex này. Hai ổ lịch bác nhá, một ổ lịch góc 3 giờ và một lịch thượng bác nhá. Liền nó phun đá. Một em Rolex. Con này size 41 bác nhá. Form này form mới đọc lắm, đẹp lắm. Em này của nó là mã T33. T33 size 41 này. Bác nào lấy em này em để bác cái giá là 1 triệu 8 thôi. T33 size 41 giá 1 triệu 8 thôi. Đây, nốt con ô đen cho bác luôn này. Đây ạ. Đấy, đây một em Senko nhé, không phải ô đen, còn em Senko. Mặt kính sapphire này. À không phải mặt kính, con này kính úp mà không, không sapphire được bác nhé. Sorry các bác. Con này vì mặt là mặt kính kính cong, kính úp, đâm ra nó không có sapphire đâu ạ. Đấy, cơ auto thích tự động. Một ô click góc 3 giờ, mặt trải tia cực đẹp nhé. Đấy, dây đờ mi này. Con này máy vẫn đẹp ạ. Đấy. Em Senko. Em Senko mã T35. T35 này size 40. Bác lấy con này để bác cái giá là 1 triệu 8 luôn. T35 size 40 giá 1 triệu 8. Này một em Rolex. Con này con Patek Philippe bác nhé. Đấy, lịch bao la luôn này. Patek Philippe bác nhé. Cơ automatic. Nó đẹp. Có nhìn nó sáng sủa đeo. Như cái đồng hồ mà mấy chục triệu. Size 40. Mã T36. T36 size 40 này. Đấy, bác lấy con này để bác cái giá là khó bán nhỉ. Để bác cái giá là 1 triệu 8 luôn bác nhé. T36 size 40 giá 1 triệu 8. À đây hết rồi, Calivan lên nốt bằng IVK Calivan. Còn IVK bác nha, Caravan cơ auto tích động. Đẹp thật các bác ạ.
con này chạy máy Senco nhé, NH35A, một con hàng chính hãng luôn. Cho bác ngắm cái bộ đẹp của nó, đồng hồ sang xịn đẹp này. Size 42. Còn này là mã T36. T36 size 42. Đấy, bao lấy con này em để bác cái giá là 3,2 triệu luôn. T36 size 42 giá 3,2 triệu. Ủa, cái bản long zin đẹp thế. Wow, bản long zin đẹp quá bác ạ. Bản long zin chạy hai lịch đẹp ghê này, không nhìn này. Đấy, lịch thượng này, lịch dưới này là số ngày tháng này. Đấy, mua hàng cũ, sai rồi. Máy liên doanh bác nhé. Con này máy xi răng liên doanh, liên doanh Nhật Hồng Kông các bác nhé. Con này size 40 này, mã T37 size 40. Bác lấy con này để bác cái giá là 1,5 triệu, 1,5 triệu này bác nhé. Con này là máy xi răng nhá, con này là máy liên doanh Hồng Kông với Nhật đấy. T37 size 40 giá 1,5 triệu. Tiếp tục lên móc em này, Caravan đấy, cơ auto tích tự động, một con hàng chính hãng của Caravan. Đẹp quá bác ạ. Đấy, một con Caravan xuất sắc không, mới cứng con luôn, cơ auto tích động, một con hàng chính hãng của Caravan. Có những dây derby cứ một đấy là một khuyên vàng đều dập hiệu hết đấy. Đấy, Caravan này, máy cho bác xem máy này. Đấy, máy Mimota nhé, máy xịn của Nhật nhé. Rồi size 39. Mã T39 này. Size 39 này. Giá con này con lấy để bác cái giá là 2,4 triệu này. T39 size 39 giá 2,4 triệu. Này T39 giá 2,4 triệu. Đây bác nào tay nhỏ nhỏ em lên cho bác hai con Rolex sang nhỏ nhỏ các bác đeo nhé. Hàng cực đẹp luôn này, size 36 này. Đấy, đây là một con Rolex bác nha. Đấy, máy Nhật, cơ auto tích tự động này. Con này size nhỏ này, niền nó niền trắng này.
Đấy. Đây một con 36 đẹp long lanh. Size 36 bác nhé. Đây là mã T40. T40 này. Size 36. Đấy, bác lấy con này để báo giá là 1 triệu 6 luôn. Các bác nghe không nhầm đâu bác nhá. Rolex chỉ bán 1 triệu 6 là bước kinh điển thế nào rồi. Đấy. T40 size 36 giá 1 triệu 6. Đây là một con vàng hồng đẹp lắm. Đây là một con Rolex vàng hồng các bác nhé. Mặt xanh đẹp không? Hai ô clip này. Một ô clip góc 3 giờ và một lịch thượng này. Sau rất là đẹp này. Đẹp thật sự này. Con này size hơi to nha, size 41 các bạn cũng size 41 luôn. Đây là mã T32 này. T32 size 41 này. Giá bắt đầu lấy cái này để bác cái giá là 1 triệu 6 bác nhé. 1 triệu 6 này ạ. T32 size 41 giá 1 triệu 6. Tiếp tục lên băm còn nữa. Đây, dây đờ mi vẫn đẹp không? Đẹp thật sự đẹp rồi. IVKF Caravan. Này máy này máy có nhìn máy sướng không? Máy Mimu Tao nhé. Chống nước 30 mét. Em đeo thử tay cho bác nhìn này. T35. T32 này. T32. Con này là T332 nhé. Con này mã T33 bác nhé. T33 này, size 41 này. Đấy, bác lấy này để bác cái giá là 2,5 triệu. Thôi 2,3 triệu bác nhé, 2,3 triệu đi. Đâu nhá, T33 này. Size 41 giá 2,3 triệu luôn, cho nó mỏng.
Tiếp tục một con dây đờ mi này, rất nhiều hỏi dây đờ mi này. Đẹp thật sự. Dây đồng mi đẹp khủng khiếp luôn. Mã T35. T35 size 41, bọn nó để các giá là 3 triệu 3 luôn. Đấy, cứ quen 3 triệu 3 rồi. 2 triệu 3 rồi nhé, cứ sorry bác cứ quên này, 2 triệu 3 luôn ạ. Hai triệu bao nhá, T35 nhỉ. Chứ không nghĩ là bán cái đồng hồ này hơn 2 triệu ạ, toàn hơn 3 triệu. T35 thôi nhá, size 41 này, giá 2 triệu 3 này. Em xem một T34 được nhỉ. T33 này, T35 này. Tiếp tục em lên cho bác một con này nữa. Đẹp quá bác ạ. Này, bác chiêm ngưỡng này. Máy đó là máy Nhật xịn mà nhá. Đây ạ. Đây là máy nhá. Máy Mimotao nhá. Một máy Nhật xịn luôn. Đây bằng dây da mềm nheo luôn ạ. Dây da là sướng không này. Dây da nó quá xịn luôn. T36. T36 size 41 này, giá cũng là 2 triệu 3 luôn. T36 size 41 giá 2 triệu 3. Xanh đẹp quá các bác ơi. Trời ơi, con đồng hồ ấy. Mặt cửa xanh cửu long đẹp không? Mạ vàng hồng nhé. Trời ơi, con đồng hồ đúng rồi. Bỏ tiền mấy triệu ba, hơn 3 triệu xứng đáng các bác đúng không? Còn hàng chính hãng 100% không nhé. Chính hãng mới Nhật chứ không phải chính hãng như cả các bác mua cái dòng Caravan ở ngoài Lazada với Shopee, các bác chỉ dành hàng Trung Quốc thôi nhé. Máy Trung Quốc thôi. Đây có máy Nhật xịn này. Mã T36.
Đây là mã T37 các nhé, T37. Size 41 này, giá là 2 triệu 3 luôn. Đúng bằng, không bằng giá nhập các nhé. T37 size 41 giá 2 triệu 3. Đây một con cuối cùng. Hết bảng UV kép nhé, con cuối cùng nữa này. Nè bao nhiêu dây này, xịn không? Đây anh em quay chi tiết, bác nào mà không mua thì đáng tiếc nhé này. Dây của nó này. Nhìn kìa, nó xịn hơn đồng hồ vài chục nghìn triệu nhiều quá nhé này. Đấy. Dây da bò 100% nhé này. Máy cái này đây, có nhìn này. Đấy, máy Mimuta nhé, máy Nhật xịn nhé. Đây mặt có nhìn là chảy tia này. Nhất đi dần nắng lại đẹp lắm. Quá đẹp. Mã T39 size 41 này, giá là 2 triệu 3. T39 size 41 giá 2 triệu 3 này, mặt trắng luôn này. T39 size 41 giá 2 triệu 3. Đây lên cho bác một con này cho nó chất lượng này. Đây con OP này, bác nào hỏi con OP mà sao không thấy lên đây. Đây ạ. Đây là con OP bác nhá. Con này chạy pin này không phải chạy cơ đâu nhá. Đây có một bác nào nhìn thấy mà bác hỏi mà sao không thấy lên. Đây lên cho bác luôn. Con OP này là máy pin không phải máy cơ ạ. Đẹp lắm nhé. Vàng chết cho em luôn. Cái size 42 mã T40 size 42. Bác lấy con này để bác cái giá là 1 triệu 6. 1 triệu 6 cho con OP thì bác nhá. Hàng siêu VIP luôn này. T40 size 42 giá 1 triệu 6. Đấy, em lên cho bác một con Rolex nhá. Con Rolex này bản này là bản bản nhỏ nhá. Đây ạ. Đấy, mặt bên trong là mặt khảm trai bác nhá. Được đính 2, 4, 6, 8, 10 viên kim cương nhân tạo này. Đấy. Và 18K nhé thôi nhé. Mặt khảm trai luôn. Đây, size 38 mã T41. Bắt đầu lấy con này để bác giá là 1 triệu 6 luôn.
T41 size 38 giá 1,6 triệu. Đây là một con long zin mặt trắng. Ăn trẻ tia cực đẹp luôn. Kim lông xanh nhá. Đẹp không? Máy 5 tầng luôn này. Con này khóa bướm nhá. Sai con này sai nhỏ bác ạ. Sai nhỏ con này. Con này sai 38 thôi ạ. Con này là T43. Xem lại con này T bao nhiêu. Không có nhầm. Con này T43 nhé. T43 này. Đấy. Size 38. Bắt đầu lấy con này để cho bác cái giá là 1,6 triệu luôn. T43 size 38 giá 1,6 triệu. Này có một con này là chất này. Chạy pin được bao nhiêu nhưng mà rất là đẹp. Đây là một con Patek Philippe nha, con này chạy máy pin nha. Dây nó đẹp. Con này chạy pin nha, Patek Philippe chạy pin nha. T45 này. Đây là size 41. Mã T45 size 41. Giá của em này là 1,2 triệu. T45 size 41 giá 1,2 triệu. Đấy, con Venado bác nhé, cưa automatic Venado này. Máy có máy xi răng này, vàng chóe luôn. Máy mới đấy ạ. Đẹp không ạ? Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Con này là mã T37. À T47. Size con này là size 40.
Bao lấy này để bác giá là 1 triệu rưỡi nhé. Đấy, đấy video này em phép tạm dừng nhé. Các bác ưng thì em nào nhé, liên hệ bác nhé. T47 size 40 giá 1 triệu rưỡi. Em xin chào các bác ạ.